lên trên chiến kia cũng chả là quả của lá thì wow. Không phải có mạng rồi, tôi có một bộ là tôi đã hai mạng rồi. Rồi và bây giờ nó tiếp tục quay lại đúng không, ba mạng của tôi rồi, chuyên môn tra kêu của tôi rồi, ba mạng ta đục qua cái thùng này hẳn quả bốc luôn mà tôi rồi, mình chưa bị phát hiện ở đây. Hạ gục được người yếu máu là ca gen, còn một người nắp ở tầng một wow. Là đó chính là nhà ai cũng đấy bị phát hiện luôn rồi, kẻ bị phục wow. Kẻ nào mà bách up chắc hẳn rất tốt ở đây, nó cua nằm xuống rồi. Thế trận 1-1 như này nó lại có lợi cho đây. Oh, không cần đặt bom luôn. Kuro có mở góc ra để đi lấy cái mid đây không? Không trả lời là không. Lập lại cho cái vòng đây khi mà Zeri đang cố gắng ép bên một cầu mid này. Hạ được một người và double kill cho Zeri rồi. Hoàn toàn bộ còn sẽ bị hạ gục mà đó là BBC đẩy tới khi Zeri đã câu rất nhiều sự chú ý và triple. Đang tắm ở trong khu vực của Kuro. Double kill và triple kill của KZ. Và đó là Origami bắn rồi, nhưng anh ta bây giờ đang gỡ bom rất nhanh. Thế nên Zotoy đẩy lên và đó là Zotoy xử lý quá tỉnh quái ở đây. Và để giúp cho bên phía PG Club có cho mình điểm số thứ 3. Vâng, tình huống mà họ săn chiến thắng và về đây. Tôi vừa nói xong thì anh chàng Venta bị ạ cùng các chip. Rất khó khăn trong chiếc xử lý như này. Hát chip cũng phải nằm xuống rồi, tôi có đổi một mà thôi. Một vé thai 21 giây còn cho cái thời gian cái quả bom này. Vào trong khung sai hàng đó là Hugo nằm xuống, double kill nó chưa có, double kill có thành cho Origami vào vị trí sai cao rồi đấy, vào chay na vội mà, và đó là double kill của Origami chính là một double kill của Zotoy chạy lên từ đáp vào Origami vẫn chưa bất thắng. Origami đang sấy sau quả smoke này, anh ta hạ được thứ rồi, anh ta double kill rồi, đây là lần thứ hai. Wow, tấn công vào kill, double kill cho kill rồi, bắt con hạ một kill trong quả smoke này và bắt con có double kill. Bây giờ quả đúng là như vậy, thì các con ngay lập tức có double kill. Nhìn thấy bông kill đang lang thang ở khu vực nhỏ này và nó có những huống rồi. Và đây thì Mimi đã có một huống đẩy xuống, nhưng các vượt qua được các con. Các con liệu có một huống tính, một huống nhanh cao với tâm lý hết đạn rồi. Một máu của các con không còn đủ lực đạn để có thể đối đầu cùng với bông kill. Còn của mình, huống 8 đầy rồi, huống tách tiếp tục có mạng thứ hai. Lượng máu còn lại của anh ta là còn khá khỏe và đó là double kill của huống tách. Hồ hạ của Đức Nam rồi, đẩy vào tới Đức Toàn và hạ của Đức Sani. Double kill của Đức Toàn, có phần may mắn nhưng pha thứ ba này thì không. Triple kill cho anh ta rồi. Ôi, wow. Triple kill của Huri trong một pha bất ngờ, anh ta đẩy ra ở trong khu vực đó là...